mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hệ thống ăn IC, cái quầy cơm tấm IC Station tại tòa nhà Human đây. Chúng ta đang ở cái hệ thống IC Station tại tòa nhà Lehman, ngay ngã tư Trương Công Định với lại Nguyễn Xiểu đây. Thì cái hệ thống này có những cái món ngon về cơm tấm và cả những cái món mà theo phong cách Hàn Quốc, rất là rẻ, ngon và sạch sẽ nữa. Đây là cái khay gia vị dưa chua ăn kèm với lại cơm tại IC Station đây các bạn. Thì mỡ hành nè, mỡ ớt và mắm ở đây được sử dụng là mắm Long Ngư nguyên chất, có nguồn gốc từ Phan Thiết ha. Và mỗi khẩu phần ăn sẽ có thêm một tô canh gà lá giang nữa, rất là đơn giản. Đây là cái dĩa, hai dĩa cơm sườn khách vừa mới gọi đây. Đây là hai dĩa cơm tấm sườn, chỉ có giá 35.000 một dĩa thôi. Bộ dĩa cơm tấm sườn thì nhân viên sẽ lấy thêm dưa chua, một chén canh và cả một chén nước chấm cho khách nữa. 35.000 một phần này đây các bạn. Là cái phần cơm tấm sườn bì ốp la, sườn bì chả ốp la đây các bạn, gồm có là sườn nè ha, bì ở giữa nè, ốp la nè, bên đây là chả. Thì cái phần này gồm với lại một chén nước chấm với lại một cái tô canh gà lá giang thì có giá là 52.000. Đầu bếp của IC Station tại tòa nhà Lehman đang làm món cho khách đây các bạn. Phía dưới chúng ta là một cái khay rất là nhiều cái thịt. Và bếp đang thấy tỏi để anh tao cái thịt đây. Thịt này nước ngoài người ta gọi là hem đó các bạn, nhưng mà ở mình gọi là ba chỉ heo ha, ba chỉ bò. Đều của IC Station xài toàn là nguyên liệu nhập khẩu không các bạn ạ. Đây là cái ba chỉ bò của IC Station tại Lehman đây. Và đầu bếp đang chế biến những cái món mà khách yêu cầu. Món này là món gì em? Dạ, cơm bò. Cơm bò là khách gọi hả? Dạ. Còn món bên này? Dạ, cơm gà teriyaki. Cơm gà teriyaki. Cái món này là 68.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái miếng sườn cực kỳ chất lượng, cực kỳ tươi, được ướp đẫm gia vị và nướng than củi tại nhà mang lên đây. Thì vì đây là khu trung tâm thương mại cấp cao nên là không được sử dụng bếp than mà chỉ xài bếp điện, mà bếp điện là nướng sườn nó không có ngon nên là IC Station sẽ nướng tại nhà và sau khi nướng xong sẽ được đem lên đây. Thùng này thùng giữ nhiệt cho sườn nướng than củi được đem lên để bán cho khách cho ngon. Đây là những nguyên liệu mà mỗi buổi trưa bếp IC Station phải chuẩn bị cho khách đây. Những miếng sườn, những miếng ốp la hay là những miếng chả hấp. Bên kia là bì nè. Đây là lạp xưởng ha. Và đây là những cái rau dưa leo đơn giản với cà chua để ăn kèm với lại cơm tấm thôi. Đây là cái tô cơm gà teriyaki theo phong cách Nhật Bản đây. Cơm bò xào khách gọi cho các bạn. Thì những cái phần cơm của Hàn Quốc Nhật Bản thì sẽ có cách trang trí trên tô riêng chứ không có trang trí theo cái dĩa giống như là cơm tấm Sài Gòn ha. Các nhân viên bếp của IC Station đang trang trí để co những cái dĩa và chuẩn bị thức ăn cho khách trưa đây. Đây là cái hệ thống IC Station, hệ thống
ăn ngon và giá rất là phải chăng, trong các khu ăn uống, khu trung tâm thương mại đây. Mình đang ở cái tầng hầm 1 của tòa nhà Lê Minh tại số 117 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, ngay góc ngã tư với lại Trương Công Định nha các bạn. Thì cái tòa nhà Lê Minh này vừa mới đưa vào hoạt động từ năm ngoái, nhưng mà ở đây có rất là nhiều cái món ngon ở dưới cái tầng hầm như thế này. Và hôm nay mình đang ở đây giới thiệu cho các bạn về cái không gian ăn uống hiện đại kiểu mới trong các tòa nhà, các trung tâm thương mại. Đây nhân viên đang bê cái cơm sườn lạp xưởng cho khách đây. Đây là cũng tốt các bạn văn phòng đang ăn uống tại cái hệ thống EG Station tại tòa nhà Lê Minh đây. Hôm tại EG Station sẽ có kèm theo một cái chén canh gà lá giang. Và nước mắm đây là nước mắm cá cơm nguyên chất, có nguồn gốc từ Phan Thiết. Và nếu mà ăn cơm thì còn có thêm một tí dưa chua rất là ngon nè, một tí tóp mỡ và hành, mỡ hành này để cơm nó thơm hơn. Các bạn có thể thấy là cái giá trị chỉ có giá là 35-49 ngàn thôi, là cái giá thấp nhất được ăn uống trong cái khu máy lạnh mà sang trọng lịch sự như thế này thì chỉ có tại EG Station, tầng hầm của tòa nhà Lê Minh 117 Nguyễn Chiểu, quận 3 thôi. Nhân viên của EG Station đang chuẩn bị để đem cơm ra bàn cho khách đây. Cái dĩa cơm sườn này là 35 ngàn không em? Dạ đúng rồi. Là sườn bì là 40 ngàn hả? Dĩa cơm sườn thì 35 ngàn và sườn bì thì sẽ thêm 5 ngàn, tiền bì là 40 ngàn nha các bạn. Đây, một cái phần cơm thế này trị giá 40 ngàn, có canh và cả nước chấm và có rau nữa. Vì đây là cái khu phức hợp về ăn uống tại trong cái tòa nhà 5 sao nên là khách có thể ngồi thoải mái ở những cái bàn, cái khu vực ăn uống chung như thế này. Gọi món thì nhân viên của quầy sẽ mang tới cho các bạn. Cái không gian này là ngồi chung trong cái tầng hầm, bạn muốn ngồi đâu cũng được, miễn sao thoải mái và ưng ý là được. Ở trong này chỉ có những cái hệ thống ăn uống và mua sắm siêu thị của tòa nhà Lê Minh. Và mình đi xuống thì bằng cái thang máy đằng kia ha các bạn ha, đi lên cũng vậy, đi xuống và đi lên sẽ ngược chiều nhau. Đây là đầu bếp của EG Station tại tòa nhà Lê Minh đang làm món cho khách đây các bạn. Hình như là món cơm chiên, nhưng mà mình không biết là cơm chiên gì đây. Cơm chiên gì đầu bếp ha? Dạ của mình là cơm chiên tỏi. Cơm chiên tỏi là giá bao nhiêu ta? Của mình là 48 ngàn. 48 ngàn một dĩa cơm chiên tỏi. Em mà thơm nó đủ không? Có luôn nha. Vô luôn. Mình đang thêm dầu vào trong cái chảo thịt và bắt đầu xào cái đậu bắp với lại thịt. Đầu bếp ở đây các bạn có thể thấy rất là nhanh, làm rất là quen rồi, vừa chiên cơm vừa xào thịt với lại rau. Bên kia là cái chảo để tỏi sẵn nữa. Cái hũ gia vị để nêm nếm tại bếp EG Station đây. Bếp ở đây là bếp trong tòa nhà nên rất là đơn giản, rất là gọn và sạch sẽ các bạn ạ. Làm tới đâu là dọn tới đó luôn. Bữa cơm chiên tỏi vừa mới xong, đầu bếp mới ra đây. Dĩa như thế này có giá là 49 ngàn. Rất là thơm, ngon nha các bạn. Cơm chiên tỏi thì sẽ có thêm một chén canh nữa. Không biết như thế này.
những món cơm mà của kiểu Nhật với lại kiểu Hàn Quốc là sẽ ăn trong tô thế này, với lại xài cái sốt của người Nhật và người Hàn Quốc nên rất là ngon. Nếu có dịp thì các bạn cứ ghé tòa nhà Lê Minh tại số 117 của Đình Chiểu thì hãy đi thang máy xuống cái tầng hầm và ghé Ichi Station để thưởng thức những món cơm tấm Việt Nam hay là những cái món cơm bún mì của Nhật Bản, Hàn Quốc tại cái hệ thống Ichi Station ngay đầu cái thang máy chúng ta đi xuống tầng hầm á. Buổi trưa rất là đông tại vì ở đây sang trọng cực sạch sẽ và mát mẻ nhưng mà giá rất là hợp lý, giá chỉ có vài chục ngàn thôi.